Ngọc Thủy và Kim Ngân, The Voice of Vegas xin thân ái kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu cha Đa Minh Nguyễn Phi Long, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế từ Houston, xin được đến đây để chia sẻ và thương chuyện với cha trong về đề tài trong mùa chay năm nay. Chúng con xin kính chào cha. Vâng, xin kính chào chị Kim Ngân và chị Ngọc Thủy và xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài Voice of Việt Nam tại Las Vegas. Dạ, chúng con cảm ơn cha rất nhiều đã dành thời giờ đến để chia sẻ và tĩnh tâm về đề tài mùa chay hôm nay cho cộng đoàn giáo xứ ở Đức Mẹ La Vàng Las Vegas ở đây. Thưa cha, đặc biệt hơn nữa là cha đã ưu ái để mà dành chút ít thời giờ để mà đến đây chia sẻ với chúng con. Con được thư chuyển với cha, cảm ơn cha rất nhiều. Vâng, cũng là một dịp rất là hân hạnh được viết đến cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vàng Las Vegas, là một trong những trung tâm nổi tiếng nhất của không chỉ là tại nước Mỹ mà trên toàn thế giới nữa thưa chị. Thì ngày hôm nay được dịp đến với cộng đoàn giáo xứ trong dịp tĩnh tâm mùa chay tháng năm 2018, đây là có dịp để ngồi thư chuyển với hai chị và cũng là hai con chiêu rất ngoan đạo của giáo sư Đức Mẹ La Vàng tại đây. Dạ, sẽ có khi. Cảm ơn cha. Chúng con có thể hỏi cha. Thưa cha cho biết là công việc phục vụ và công việc điều hành dòng Chúa Cứu Thế thì giờ cha đang đảm trách như thế nào, cho có thể cho mọi người biết chút xíu về vấn đề đó. Dạ, vâng, kính thưa quý vị và kính thưa hai chị, câu hỏi nó cũng khá là rộng. Là bởi vì với vai trò một người đặc trách trong một đơn vị phụ tần dòng Chúa Thế hải ngoại thì nó nôm na là chúng tôi hay gọi đó là công việc của OSIN. OSIN có nghĩa là ở đâu cần thì ở đó có mặt của cá nhân chúng tôi. Với vai trò này thì có lẽ chúng ta để có chung tất cả công việc phục vụ của nhà dòng, phục vụ cơn gọi của tất cả của cha của thầy. Và hiện tại phụ tần dòng Chúa Thế hải ngoại tại Mỹ gồm có khoảng cỡ 55 cha thầy, chưa kể những thầy chưa có lời khấn. Và tại giáo xứ Đức Mẹ La Vàng tại đây thì hai cha trong nhà dòng chúng tôi hiện tại đang đảm trách tại vùng Las Vegas, đó là cha xứ Thomas Hạc Quốc Dũng và cha Giuse Lại Quang Toàn. Cha Dũng là cha xứ Đức Mẹ La Vàng, cha Toàn thì lo làm phó cho hai cộng đoàn giáo xứ Mỹ tại đây. Thế cho nên là nói chung thì công việc và trách nhiệm của bản thân chúng tôi nó lung tung cả, ở đâu cũng có và ở đâu cũng cần. Thế cho nên nói chung là một người điều hành chung tổng quát tất cả các công việc chung của nhà dòng, và ở đâu thì cần thì ở đó chúng tôi cố gắng, mặc dù biết nó có nhiều giới hạn của cả bản thân mình, nhưng mà thôi, Chúa cha bao nhiêu thì mình cố gắng giúp đỡ như thế chị. Dạ, cộng đồng của chúng con rất là blessed là được thấy hai cha Việt Nam tiền chứ có thế. Dạ, dạ, con xin cảm ơn cha. Vậy thưa cha, cho con xin hỏi là cha đã có bao giờ tới đây để mà tĩnh tâm mùa chay như vậy lần nào chưa ạ? Dạ vâng, tại Las Vegas thì đây không phải là lần đầu tiên bản thân chúng tôi đến Las Vegas, đến mấy lần chung cũng như riêng. Nhưng mà riêng nói về giúp tĩnh tâm trong mùa chay thì đây là lần đầu tiên bản thân chúng tôi đến đây để cùng với cộng đoàn có đôi chút ít thời gian để tĩnh tâm chuẩn bị cho đại lễ phục sinh sắp sửa tới với chị. Vậy cha có thể nói thêm một tí xíu là duyên cớ nào đã mang cho tới cái thành phố này? Nói về duyên cớ thì nếu theo những người có niềm tin thì ta gọi đó là việc Chúa sắp đặt như thế nào đó một cách rất nhiệm màu. Nhiều người hay hỏi tại sao dòng Chúa Thế bây giờ có mặt ở tại Las Vegas, thì thôi thay vì đi vô chi tiết thì dĩ nhiên trước khi dòng Chúa Thế đến đây thì cũng đã có những đấng tiền nhiệm trước rồi. Thì hai chị biết như cha sáng lập, cha chồng của chúng ta đứng sáng lập, rồi sau đó cha được vinh quang với những các ngài đã đi trước, rồi sau đó Chúa sắp đặt, Chúa để mưa sau đó một cách nhiệm màu. Thì dòng Chúa Thế cụ thể là qua được phục vụ trực tiếp của cha xứ Thomas Hạc Quốc Dũng tại đây, nhà dòng tiếp tục cũng công việc của những đấng tiền nhiệm đã đặt trước và cùng với con cái của giáo sư Đức Mẹ La Vàng để tiến tới trong tương lai.
Thế cho nên là thôi Chúa sắp đặt với chị. Cái mà Chúa sắp đặt thì con nghĩ đúng là mình không thể nào biết trước được. Đúng. Chúa đã đi đâu thì mình đi đấy. Cảm ơn Cha rất nhiều. Nếu vậy thì bây giờ mình vô cái đề tài cho ngày chay ngày hôm qua. Thưa Cha, Cha có nói về vấn đề cám dỗ đi đến tội lỗi. Thưa Cha có thể cho chúng con được biết là vì sao Cha chọn cái đề tài đó, thưa Cha? Và như thưa đã thưa với giáo xứ trong những ngày đầu tiên tự tâm, để chúng tôi chia sẻ về hai điều mà cá nhân chúng tôi cũng như tất cả chúng ta là thân phận con người thì chúng ta thường xuyên phải đối diện với những cám dỗ trong cuộc sống. Và vì sự hiện diện của những cám dỗ đó và với sự yếu đuối của con người thì rất nhiều khi chúng ta vấp ngã, và vì những sự vấp ngã đó ta gọi đó là tội lỗi. Nhưng mà bởi vì sự hiện diện của tội lỗi cho nên con Thiên Chúa mới đến để cứu chuộc chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng ta sửa soạn mừng đại lễ phục sinh sắp tới là mừng về sự chiến thắng của con Thiên Chúa trên tội lỗi của chúng ta. Thế một bên chúng ta chia sẻ về những điểm gọi là không mấy đẹp của con người, đó là tội lỗi. Nhưng chia sẻ về tội lỗi của con người không phải để cho chúng ta vì vậy mà thất vọng về chính mình. Nhưng nhờ biết vậy mà chúng ta khiêm tốn và chúng ta chạy đến với Thiên Chúa đấng có quyền năng trên sự chết và tội lỗi. Thế cho nên chia sẻ về ân sủng của Thiên Chúa để cho chúng ta thấy rằng một bên chúng ta vẫn phải đối diện với tội lỗi, với cám dỗ, nhưng một bên khác chúng ta tin tưởng bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa vì yêu thương và vì tình yêu, tình yêu đó đã chiến thắng tội lỗi và sự dữ. Thế cho nên là chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì cái sự sống mới Chúa ban cho chúng ta. Thế cho nên chia sẻ về tội lỗi và ân sủng để cho chúng ta thấy con người chúng ta nếu không có ơn Chúa thì chúng ta chỉ là những con người tội lỗi như Phaolô nói, nhưng ngoài tội lỗi ra chúng ta còn có ân sủng Thiên Chúa nữa. Và đó là hai điểm chúng tôi đang cố gắng chia sẻ với giáo sư Đức Mẹ Gia Hà tại đây. Cảm ơn Cha rất nhiều cái đề tài tội lỗi. Con thấy rất là thấm, là vì nhiều khi chúng ta mắc tội, chúng ta không biết chúng ta mắc tội. Cho nên cảm ơn Cha tập ra cho chúng con thấy, rồi sau đó mình sẽ sống thêm nhiều hơn theo như Chúa muốn. Cảm ơn Cha rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại trong giây lát. Thưa Cha, đề tài ngày hôm qua con thấy quá là hay. Và con có biết là Cha có bật mí một tí xíu là đề tài hôm nay là về ân sủng. Thì đối với con rất là háo hức muốn được nghe về cái đề tài ân sủng này. Vì chúng ta, cuộc sống của chúng ta, sau cùng chúng ta vẫn muốn được các cái ân sủng mà Chúa ban cho. Và điều đó là điều Chúa rất muốn. Thì xin Cha cho mọi người biết thêm về cái đề tài ân sủng ngày hôm nay, thưa Cha. Vâng, nếu hỏi về ân sủng của Chúa thì chúng ta đã thấy có bề dày của nền thần học của chúng ta nói về ân sủng Thiên Chúa. Nhưng đại cương đó là sau khi đã khiêm tốn nhận biết tội lỗi yếu đuối của mỗi cá nhân chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, chúng ta có một mẫu số chung, đó là trước mặt Chúa chúng ta là những người tội lỗi. Nhưng ân sủng của Thiên Chúa lớn hơn tất cả những tội lỗi của con người cộng lại. Và ở đây chúng ta nói về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Bernardo đó là Thiên Chúa yêu đến dài đến khủng vì yêu thương con người. Thế cho nên là ân sủng của Thiên Chúa, như Phaolô nói, ở đâu tội càng nhiều thì ở đó ân sủng của Thiên Chúa càng chan chứa bấy nhiêu. Thế cho nên biết mình là người tội lỗi nhưng không phải vì vậy mà chúng ta thất vọng, nhưng chúng ta tạ ơn Chúa là bởi vì ân sủng đã được ban cho con người chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng làm sao để cho chúng ta nhận lãnh được ân sủng đó lại là một câu hỏi hóc búa. Và cho chúng ta bởi vì ân sủng Chúa qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại, nhưng ban cho chúng ta là một chuyện, chúng ta có nhận hay không thì đó lại là một câu hỏi khác, tùy chúng ta, thái độ của chúng ta sống. Bởi vì ơn Chúa ban cho chúng ta như là một món quà, giống như chúng ta trao cho nhau một món quà mà người ta có quyền nhận hay không nhận, đó là cái quyền tự do của con người. Và từ cái sự chọn lựa đó mà chúng ta vẫn thấy cho đến ngày nay, đó là sự hiện hữu của thiên đàng và hỏa ngục. Thiên đàng là dành cho những người mở rộng tâm hồn để đón nhận ân sủng Chúa. Và hỏa ngục là gì thưa? Là dành chỉ riêng cho những con người nhất định không chịu đón nhận ân sủng Thiên Chúa. Thiên Chúa chẳng vui sướng gì khi thấy con cái của mình đi vào cái con đường đó. Thế cho nên một trong những câu mà trong suốt mùa chay này giáo hội chúng ta thường xuyên nói và chúng ta thường xuyên hay nghe trong tháng lễ, đó là Thiên Chúa nói rằng
ta chẳng vui sướng gì khi thấy người tội lỗi bị tuyệt vọng, nhưng mà muốn chúng nó được trở lại ăn năn sám hối và được sống. Đó là ước mong của Thiên Chúa duy nhất là tất cả chúng ta. Một chút như vậy thôi, chứ đi sâu hôn thì có là chúng ta thấy bề dày của lịch sử và của nền văn học đã dùng rất là huyền diệu và rất là bao la. Cảm ơn cha, nhờ cha dành thời giờ đến với chúng con trong một chay này có thể có những món ăn không những là món ăn tinh thần về thể xác không, mà món ăn rất bổ ích về tâm linh nữa, thưa cha. Bây giờ chúng con đi đến một cái đề tài không có, có thể nó không có liên quan tới bây giờ một chay, để hỏi cha, tại chúng con cũng muốn biết những cái ý nghĩa của cha khi mà cha đặt chân đến thành phố Las Vegas này. Thưa cha, cảm nghĩ của cha nghĩ gì về khi cha đến cái thành phố Las Vegas này, nói chung và nói riêng cộng đoàn những mẹ là bang Las Vegas của chúng con? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa hai chị, Las Vegas là một tên gọi rất quen thuộc của tất cả mọi người, không chỉ là con dân Hoa Kỳ, không chỉ là người Việt Nam mà là trên toàn thế giới. Và chính bởi vì vậy, ở tại Las Vegas là nơi quy tụ khách du lịch đến từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Và một điểm nổi bật đó là cũng trong thành phố vốn được nhiều người biết đến là một thành phố là thành phố tội lỗi, The Sin City. Nhưng mà ở giữa một cái thành phố như vậy lại có một cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở trong đó. Và đây là giáo xứ Cộng đoàn Việt Nam duy nhất trong giáo phận Las Vegas. Thì điều đó nói lên điều gì? Cá nhân chúng tôi thì nghĩ như thế này. Đây là một cộng đoàn có thể nói là một cộng đoàn chứng nhân cho con cái của Chúa đến khắp mọi nơi đến đây. Và khi họ đến đây không chỉ là đến để có những cái thời gian thư giãn cho chính bản thân của họ, nhưng biết đâu khi họ đến Las Vegas để thư giãn, để có những ngày nghỉ hè, thì họ cũng là dịp được tiếp cận với cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Và biết đâu qua lời mời gọi của Đức Mẹ La Vang thì họ đã được tiếp cận với đức tin của Công giáo chúng ta. Thế cho nên đối với giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại đây thì tất cả quý anh chị đều đóng vai là những chứng nhân, những các môn đệ của Chúa. Và nhiều quý vị đang theo dõi chúng tôi chia sẻ đây thì quý vị cũng biết hàng năm tại Las Vegas cũng có đại hội Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas được tổ chức, nếu chúng tôi không lầm, vào cuối tuần thứ 3 của tháng 10. Thế cho nên rất nhiều người biết ở đây, và nhân tiện đây thì chúng tôi cũng đại diện về gọi là của Cộng đoàn Giáo xứ để mời tất cả quý vị, nếu những ai chưa có dịp để đến với Đức Mẹ La Vang cách riêng trong đại hội Đức Mẹ La Vang vào tuần thứ 3 tháng 10, thì xin mời quý anh chị em đến đây để có cho biết đây không phải là một thành phố tội lỗi như nhiều người biết. Giống như là gần vùng mà chẳng vui tan người vùng. Dạ vâng, rất đúng. Thế cho nên là cảm nghĩ của chúng tôi rằng là các anh chị là những chứng nhân của Chúa, của Đức Mẹ trong một thành phố rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Cảm ơn cha. Dạ, và như cha muốn nói về thành phố tội lỗi thì chúng con muốn né cái chữ tội lỗi, chúng con hay nói là thành phố ánh sáng. Cho nên là mọi người đừng có sợ nha, thành phố ánh sáng cứ việc tới để mà chìm ngắm ánh sáng. Thưa cha, trước khi kết thúc thì chúng con muốn hỏi cha, cha có cái thông điệp gì đó cho riêng giáo dân chúng con và cho tất cả mọi người trên thế giới không cha? Thông điệp thì chúng tôi không dám, nhưng nếu cho phép thì chúng tôi chia sẻ thế này. Như mới chia sẻ thì phải nói là tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn giáo xứ tại giáo hội địa phương đây, vì qua đời sống chứng nhân của cộng đoàn giáo xứ tại đây mà rất nhiều người biết đến danh tánh của Đức Mẹ với tức hiệu là Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ của người Việt Nam chúng ta. Thế và được tổ chức trong mỗi dịp một đại hội Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas, đây là một điểm son và là sức mạnh tiềm năng của cộng đoàn giáo xứ. Thế cho nên cầu mong cho cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas mỗi ngày một tăng trưởng, không chỉ về số lượng mà nhất là về chất lượng, khi anh chị em tại giáo xứ đây cố gắng làm chứng cho Chúa cho tất cả những anh chị em đã, đang và sẽ còn tiếp tục đến với giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas tại đây. Dạ, chúng con cảm ơn cha rất nhiều cho đã dành thời giờ cho chúng con và chia sẻ những tâm tình rất là hữu ích, và xin hy vọng là qua mùa chay này chúng ta có một thông điệp mới để sống chứng nhân cho Chúa và cho đời. Dạ, chúng con cảm ơn cha. Quý vị đã theo dõi và